đây là chúng tôi đã đến phố Khâm Thiên, và đây là cái chỗ ba cái nhà mà chúng bom họ để trống. Đây là họ giữ lại làm nơi kỷ niệm Thờ Phượng, nơi ngày xưa chiến tranh một lần đã đi qua. Chiến tranh đã đi qua và bây giờ bom đạn thì ngày xưa nó có mịt mùng, nhưng mà đã qua rồi một thời khói bom. Bây giờ ngoài đường thì toàn là khói, nhưng mà không phải là khói bom khói đạn nữa, mà là khói của mùi của xe, của cộ, của sự thịnh vượng của một thành phố vì hòa bình. Hà Nội một lần nữa thành phố của hòa bình, lương tri của nhân loại. Cảm ơn tất cả mọi người dân Hà Nội. Đây là cái gò Đống Đa. Ở dưới này chôn không biết là bao nhiêu ngàn ông lính giặc Thanh đời Mãn Thanh. 231 năm về trước cũng cỡ này thôi. Tết năm Kỷ Dậu 1789. Đây là cái hòa Đống Đa này. Dưới này mà đào lên là toàn là xương. Xương của ai? Xương của mấy ông lính nhà Thanh. Trời quang trung soi sáng khắp lòng dân, họ sắm Tết bằng gươm thiêng gió mát. Vui biết mấy cái ngày ra đất Bắc, bọn giặc Thanh còn nghiêng ngả say sưa. Lính trong đồn gác lũy vẫn lơ mơ, quân ta tiến ào ào như thác lũ. Tướng lĩnh giặc tái xanh như chạm đổ, chạy cuống cuồng không mảnh giáp thanh gươm. Thây ngổn ngang chất đống ở ven đường, máu lênh láng sông Nhĩ Hà vẫn đục. Sầm như đống treo đầu vì tủi nhục, xác quân thù trôi giạt Thái Bình Dương. Chiếm Thăng Long ghi trang sử quật cường, dân tộc Việt dựng mùa xuân bất diệt.